Tập 25. Hai năm trước, một nhóm người Trung Quốc đến thôn. Tôi không biết sao bọn họ lại đến Subura. Về sau, tôi quen được Lão Trần, Tống Định Văn và cô Hoàng xinh đẹp. Tôi mới biết họ muốn dùng ánh sáng để phát điện, thắp sáng màn đêm sa mạc. Em gái, anh rất thích em. Để em biết được rằng anh đang rất giận khi có người nói xấu em. Gà có ai thế này? Chạy ngay đi, bằng không tôi bắt nó bù vé. Asam, Asam, bắt anh ta bù vé đi. Nói đúng đấy. Bù vé đi, bù vé, bù vé đi. Trông gà cẩn thận vào. Sao lại mất sống vậy? Tôi nhớ lần trước chúng ta tới đây vẫn có sống mà. Sajid, là nhóm người Trung Quốc đến đây xây trạm phát điện. Sajid, họ đang giục anh đấy, anh nhanh lên đi. Sajid, cố lên, anh lái nhanh lên một chút. Phải đấy, nhanh lên, nhanh nữa lên. Cố lên xe jeep, cố lên xe jeep, cố lên xe jeep. Ai đó cho tôi biết đây là xe hơi hay là xe bò đi. Phải đấy, đây là xe bò. Asam, anh còn đợi tôi tiền vé 3 lần đấy nhé. Tổng cộng 9 bảng, tôi nhớ hết đấy. Anh mau trả tôi đi. Không quỵt của anh đâu, đừng có hùa. Còn 7 phút nữa. Tất cả trật tự đi, đừng có ồ lên như vậy. Tôi cũng muốn nhường đường lắm, nhưng mà đường hẹp quá, xe của tôi lại không đi nhanh được. Tôi biết làm sao. Làm như vậy không lịch sự đâu. Subura không thích người ầm ĩ, mình phải tôn trọng phép tắc. Nhưng mà chúng ta không còn thời gian nữa. Sajid, xe của người khác vượt rồi kìa. Đừng nói nữa, cẩn thận Sajid, đòi anh tiền vé bây giờ. Đáng lẽ công ty đang xem xét cho cậu lên làm giám đốc dự án, nhưng mà cậu lại tự đề xuất muốn đi làm quản lý công trường. Cũng tốt, có thể rèn luyện thêm. Là cậu tự nguyện đấy nhé. Cảm ơn Đàm tổng. Chưa gì công ty đã duyệt thỉnh cầu của tôi. Tôi nhất định sẽ rèn giũa mình thật tốt. Tay sao rồi? Đầu đến gân cốt phải dưỡng trăm ngày đấy. Thôi thế này đi, khi nào vết thương của cậu khỏi hẳn, hẳn bàn giao công việc. Đàm tổng à, tôi lo xong thủ tục ra viện rồi. Bác sĩ nói không sao hết. Với lại, vé máy bay bây giờ 3 ngày sau tôi cũng mua sẵn rồi. Đúng là cứ sồn sồn. Sau này làm việc để ý vào, đừng có để bị thương nghe chưa. Lấy dụng cụ cho tôi.
Sayid, đi nhanh đi, đi nhanh đi. Vợ tôi còn đang chờ. Tôi đi chợ về nấu cơm đấy. Cậu làm đi, cậu cứ làm đi. Anh ta chạy gì thế? Anh bạn à, người kia chạy cái gì đấy? Trời nóng như vậy mà bơm đèn như thế, không đổ lớp là may lắm rồi. Tôi có kiến nghị này, chạy xe trong sa mạc là phải coi trọng kỹ thuật. Xe của tôi trông cũ kỹ như vậy thôi, nhưng mà nó là xe tốt đấy. Anh bạn, ở Subura này không ăn nhau ở tốc độ đâu. Ở đây là phải thi sức bền. Anh xem, các anh muốn nhanh, bây giờ thì bị kẹt ở đây đó thôi. Trần Vũ, cậu lên muộn 2 phút, mọi người đều đang chờ cậu đấy. Thật ngại quá, thật ngại quá. Xe của tôi bị kẹt trong sa mạc rồi. Tôi không nghe lý do. Phiền cậu từ nay tuân thủ thời gian một chút. Bây giờ bắt đầu hợp. Chờ chút, cho tôi thở chút. Cho tôi lấy hơi đã, đừng vội. Cậu uống nước miếng đi. Nước, phải rồi, nước. Đàm tổng à, vấn đề thứ nhất tôi muốn phản ánh với anh chính là thiếu nước. Nước cho công việc, nước cho sinh hoạt. Thiếu thốn trầm trọng, không thể thiếu nước. Còn thiếu thiết bị, thiếu người. Đặc biệt là thiếu công nhân kỹ thuật. Tôi còn không biết phải hoàn thành thời hạn công trình thế nào đây. Thang giảng xong chưa? Chưa. Mục đích tôi yêu cầu tổ chức cuộc họp ngày hôm nay là mong các anh ủy quyền cho tôi. Nghe thấy gì chưa? Vừa lên một cái đã giành quyền ngay rồi. Đúng rồi, tôi tìm anh đòi quyền đấy. Để hoàn thành công trình đúng thời hạn, tôi buộc phải tuyển nhân viên quốc tế. Dĩ nhiên, tôi cũng hy vọng rằng công ty có thể điều một vài công nhân kỹ thuật lành nghề từ trong nước sang đây. Nhưng mà nước xa không cứu được lửa gần đâu. Chu kỳ quá dài, chi phí quá cao, không thực tế cho lắm. Nên tôi chỉ có thể giải quyết vấn đề nhân lực ngay tại chỗ mà thôi. Vậy thì trong vấn đề tuyển dụng nhân lực, tôi buộc phải có quyền quyết định. Còn nữa, để kịp thời hạn công trình, tôi phải sắm thiết bị, mua nguyên vật liệu cần thanh toán ngay. Tôi giúp mấy người. Chậm thôi, chậm thôi, bên này. Được rồi, đặt xuống. Nào, đặt vào đây. Để đây. Anh bạn à, nhả nửa số hơi trong lớp ra. Trần Vũ à, công ty của mình thành lập lâu như vậy rồi, cậu là người đầu tiên dám thẳng tay tranh quyền đấy. Dấu thâm tâm của tôi rất không thoải mái, nhưng mà tôi đã bàn với mấy sếp lớn ở đây rồi, nhất trí đồng ý ủy quyền cho cậu đó. Nhưng cậu phải nghe cho kỹ này, đã trao cậu hết quyền hành rồi thì cậu phải đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt theo yêu cầu của công ty, không được sót một ngày nào. Hoàn thành việc xây dựng trạm phát quang điện tại Subura, quá hạn ngày nào tôi sẽ đè cậu ra mà hỏi. Cảm ơn đàm tổng, cảm ơn các sếp. Ơn nghĩa lớn lao này cho phép tôi về nước trả. Đừng có cảm ơn vội. Trần Vũ, dự án Subura là dự án thị phạm để công ty mình mở rộng ra nước ngoài đó, cũng là dự án trạm phát quang điện lớn nhất thế giới bây giờ. Tầm quan trọng của nó chắc cậu phải hiểu rõ. Cho nên trước mặt cậu bây giờ chỉ có 2 lựa chọn mà thôi. Thứ nhất làm tốt, còn thứ hai phải làm tốt hơn nữa. Cậu yên tâm đi. Để đảm bảo dự án Subura hoàn thành chất lượng đúng thời hạn, công ty đã quyết định cử binh hùng tướng mạnh sang phối hợp với công việc của cậu. Chẳng phải cậu luôn yêu cầu tôi một quản lý công trường hay sao? Tôi chọn được một người tốt cho cậu rồi. Ai vậy? Tống Địch Văn. Cảm ơn anh. Cảm ơn. Chúa sẽ phù hộ cho người tốt bụng với anh đó. Anh bạn à, chỉ cảm ơn thôi không đủ đâu. Người tốt phải nhận được thù lao xứng đáng chứ. Tất nhiên rồi, anh yên tâm đi, giá cả rất hợp lý. Một 1000 bảng, như vậy không ổn lắm đâu. Bạn bè Trung Quốc sẽ nhìn nhận chúng ta thế nào? Thành phố lớn các anh không đi mặc cả chứ? Không có được. Các anh chẳng biết vui tính chút nào hết.
vẫn thú vị hơn. Được rồi, chốt vậy. Cảm ơn nha. Đi thôi. Tiểu Thôi à, cậu có biết Tống Địch Văn hay không? Biết. Công ty ai mà không biết Tống Địch Văn? Anh ta là người thế nào? Ngầu lắm đó, được việc. Nhưng mà hình như đến đâu cũng bất hòa với các sếp. Bất hòa thế nào chứ? Anh ta là cái kiểu người cậy tài khinh người, vênh váo. Anh ta nói cả công ty người hiểu về quang điện chỉ có 1,5 người, một kỹ sư trưởng, một kỹ sư phó, cộng thêm 4 người ở văn phòng kỹ sư trưởng, tổng cộng tính là 1/2 người. Anh ta tự tính là 1 người, anh xem có vênh hay không? Trần Tổng à, tại sao anh lại hỏi về anh ta vậy? Ngày kia anh ta tới đây. Dương Đường, Dương Đường, đừng chen, thư về rồi đây. Ra nhận thư đi, ra nhận thư đi. Đừng có chen, đừng chen, cho tôi qua. Mọi người ra nhận thư đi. Đưa thư cho chúng tôi, ra nhận thư đi. Đừng chen chút, đừng chen. Của tôi, giúp tôi xem một chút. Giúp tôi xem qua một chút đi. Đam Mê, Aisha, Walid, Sajid, thư của tôi. Trần Tổng à, để tôi làm cho. Vội làm gì, lát nữa cậu hẳn làm. Jasmine, dân cảm ơn. Farid, được rồi, về thôi. Muhammad, thư của tôi đâu? Phát hết thư lần này rồi, về đi, về đi. Chắc là mọi người mệt lắm rồi nhỉ. Nào, uống chút nước giếng đi. Nào, uống nước đi. Cảm ơn, cảm ơn. Chờ một chút. Sajid, cảm ơn anh. Tôi biết, ở Subura nước là mạng sống, quý hơn cả dầu nữa. Chúng tôi có quy tắc của mình, không được uống nước giếng trong thôn, phải ra trạm nước mua nước. Tôi biếu các anh mà, thôi cầm lấy đi. Đó là quy tắc. Đây là lần đầu tôi gặp được người Trung Quốc, lần đầu gặp được lão Trần. Anh ấy khác với những người khác. Bầm lớp hết bao nhiêu? Chúng ta là bạn mà, không lấy tiền. Sajid, lần này có thư của ba cháu không? Cháu ở đây làm gì chứ? Không có thư của ba cháu đâu. Thôi về nhà đi. Về đi. Đi đi.
kỹ sư Hoàng. Cả chỗ này nữa, Trần tổng. Bên Melis kiếm được 6 máy, 4 máy xúc, 2 máy đóng cọc. Người của bộ phận công trình qua đó xem rồi, mới từ 60% đến 70%, sửa qua qua là có thể dùng. Giá còn rẻ lắm. Được. Ngày mai cho toàn bộ xe đến Melis, dỡ máy về đây. Dân. Trần tổng. Anh quên rồi hay sao? Anh bảo tôi là bay Tống Địch Văn sẽ đến mà. Mình có nên để làm một xe ra sân bay đón anh ta hay không? Ừ ha. Thế thì nhờ xe Jeep đi đón giúp đi. Chẳng phải ngày mai anh ta sẽ giúp chúng ta sao? Chuẩn bị tiệc mà. Cậu nói với xe Jeep một tiếng, làm gì không ổn đâu. Người ta đi rõ xa, lần đầu đến đây, không ổn chỗ nào. Tôi hỏi cậu, chúng ta mời anh ta đến đây chơi hay làm việc? Tất nhiên là để làm việc rồi. Thế là xong rồi còn gì. Cậu bảo xe Jeep một tiếng đi. Địch Văn, chào mừng anh đến Subura. Xe của chúng tôi không có điều hòa, nhưng mở cửa ra là mát lắm. Subura chúng tôi rất vinh dự. Cảm ơn. Alo, ai gọi cho tôi đấy ạ? Ba ơi, sắp đến ngày 10 rồi đấy. Hassan, 10 ngày thì sao cơ? Có chuyện gì hả? Ngày 10 là con phải nộp tiền học rồi, bằng không giáo viên sẽ chuột mất. Hassan, chuyện tiền nông, ba vẫn đang tìm cách đây. Bây giờ ba cũng đang không có tiền. Nhưng mà không nộp tiền thì con đến trường ngại lắm ba. Chứ cả ông đang ốm nữa, bây giờ chẳng được ăn gì hết. Làm sao đây? Được rồi, ba biết rồi. Nhất định sẽ có cách thôi. Ba. Tống Địch Văn, chúng ta phải lên trấn một chuyến. Lên trấn làm gì? Tôi đi đón anh là tiện đường thôi. Đi đi về về, để chậm không ít thời gian rồi. Tôi phải đẩy nhanh tốc độ. Xe của tôi phải chở người từ trấn về thôn hàng ngày mới được. Anh đến muộn rồi đấy, xe Jeep. Đúng là muộn một chút. Xe Jeep, mọi người còn tưởng anh không đến nữa, bỏ chúng tôi ở đây luôn chứ. Lần này thì mọi người biết, không thể thiếu tôi rồi chứ gì. Anh bạn, nếu có lương tâm thì sau này đừng đi chịu nữa. Anh nói đúng đấy, xe Jeep. Thank you.
Nhóc à, lại lên trấn hay sao? Đã điện cho ba chưa? Gọi được chưa? Ông ấy đồng ý cho tiền chưa? Thế thì mất công gọi quá rồi. Ông ấy mà có tiền thì đã gửi về cho mấy đứa từ lâu lắm rồi. Lần tới đừng có chạy xa như vậy nữa nha. Dùng điện thoại chú gọi là được. Thôi được rồi, lên xe đi. Cháu cảm ơn. Không có gì đâu. Cái gì đây ạ? Bản mạch điện tử. Bản mạch điện tử sao? Cái này có phát điện được không ạ? Không, đó là mô hình thôi. Thôi được. Tống Địch Văn của lúc đó cứ như một ông anh bướng bỉnh vậy. Tống Địch Văn, đưa anh đến nơi rồi. Tôi xong nhiệm vụ rồi nha. Anh nhớ ký hộ tôi vào đơn này. Bằng không là tôi không nhận được tiền đâu đó. Được rồi anh bạn, tôi đi chuẩn bị tiền cho các anh đây. Chờ chút, tiền gì cơ? Anh không biết hay sao? Không biết, tôi vừa mới tới. Có ai nói với tôi gì đâu. Là sếp Trần chuẩn bị. Vậy thì chuẩn bị những món ngon gì? Tôi chuẩn bị đặc sản của Subura. Đặc sản anh tự nấu hả? Hồi xưa tôi làm đầu bếp. Tôi không chỉ lái lụa đâu nha. Tay nghề nấu nướng của tôi cũng nhất vị Subura đó. Thôi được rồi, vậy tôi sẽ chờ được ăn. Anh đi làm việc trước đi. Được thôi anh bạn, không có vấn đề gì đâu. Cứ giao hết cho tôi là được. Cảm ơn anh nha. Này, ngoài đó có ai hay không? Mất nước rồi. Có ai nghe thấy hay không? Hết nước rồi. Có ai không? Có ai không? Mất nước rồi. Ai đấy? Ai kêu ở trong đó đấy? Tôi vừa định hỏi. Hình như là giám đốc Tống mới đến. Cứu tôi với. Cứu tôi với. Đi lấy cho anh ta xô nước đi. Cứu tôi với. Đi đi đi. Làm gì thì làm đi. Có ai không? Mất nước rồi. Có ai không? Có ai nghe thấy không? Mở cửa lấy nước đi.
Anh không đọc được đều cần biết khi dùng nước sao? Phản ứng lại với Trần Vũ đi. Chúng ta không phải là đội du kích, là quân đội chính quy. Chất lượng sống tối thiểu không đảm bảo được thì lấy đâu ra sức mà chiến đấu? Ý kiến hay đó. Chỉ hay thôi thì được ích gì? Phải giải quyết chứ. Tôi là Trần Vũ đây. Hoan nghênh. Anh Trần. Hân hạnh, hân hạnh. Tôi là Tống Địch Văn. Đúng lúc các anh ở đây, muốn bàn với các anh một chuyện. Tối nay tôi muốn nhờ Trần Tổng giúp tôi giới thiệu qua, mọi người làm quen nhau một chút. Vậy thì Trần Tổng, tôi về sửa soạn chút nha. Tối nay gặp lại. Còn vụ nước đôi vẫn phải giải quyết đấy nhé. Ai đấy? Ra đây. Tống Địch Văn. Giờ này khỏe chứ? Sao anh lại đến đây? Cái cô này tức như là đến vì cô rồi. Dẻo mồm. Trạm phát điện Subura thiếu một trụ cột kỹ thuật mà. Cô xem cả cái công ty, chọn tới chọn lui, ngoài tôi ra còn ai đảm nhiệm được? Đừng có chém nữa nha. Tôi nói thiệt mà, tôi đến là vì cô thật đấy. Tôi đến gửi đồ cho cô. Có thứ này, tôi cảm thấy tôi nhất định phải trang trọng gửi tận tay cô. Đừng. Chúng ta chỉ là đồng nghiệp bình thường thôi, anh đừng có bày trò đó với tôi. Cô căng thẳng gì chứ? Yên tâm đi, không phải nhẫn cầu hôn đâu. Mà cũng đừng có thất vọng quá, xem thử này. Đồ lưu niệm cho dự án trước của chúng ta đó, cô xem đi. Trên đó còn đầy tên của cô nữa. Các nhân viên tham gia dự án, mỗi người một cái. Còn mỗi cô chạy sang tận Subura không có cơ hội nhận. Tôi thấy không đành lòng, cho nên đành bắt chuyến bay đến tận đây gửi cho cô đó. Chỉ lựa lời hay mà nói. Rõ ràng là tiện đường. Anh đến đây để làm việc mà. Công việc dĩ nhiên là rất quan trọng. Tặng quà cũng không phải là tiện đường. Công việc, cuộc sống tôi đều cần hết. Nào, tôi xin chính thức giới thiệu quản lý công trường trạm phát quang điện Subura, Tống Địch Văn. Hợp tác vui vẻ nhé. Quang nghênh. Có gì thì nói luôn đi. Tôi đã bảo mà, Tống Địch Văn làm gì có chuyện chủ động xung phong chạy đến nơi xa xôi như vậy. Quá ra anh ta có người trong tim. Vậy là khớp quá rồi. Lần trước tôi còn hỏi Hoàng Tiểu Phong, hỏi cô ấy là tại sao lại đến Subura. Cô ta nói mình là fan của Tam Mao, phải đi hết Sahara, mà không ngờ trong này còn có cả tình yêu. Bảo sao Tống Địch Văn vết thương vẫn chưa khỏi đã dội đến đây. Ra là vì người đẹp mà vượt đại dương, công việc cuộc sống đều không lỡ. Mình vẫn phải để ý Tống Địch Văn này một chút. Không cần, đây là chuyện riêng của anh ta. Chắc sẽ rạch ròi được thôi. Được rồi, lát nữa là mày yên lặng hẳn rồi. Yên tâm đi, tay nghề của tao tốt lắm đó. Tao sẽ cho mày đi gặp Chúa không hề đau khổ. Hassan, đi ngay. Làm gì vậy? Bỏ con dê ra. Hassan, bỏ dê ra đi. Đừng mà. Hassan, bỏ ra. Tutu, làm gì thế hả? Bỏ dê ra, đừng làm hại Tutu. Bỏ ra đi. Là ba cháu bảo chú bán dê nộp tiền học cho cháu mà. Nghe đây, bỏ tay ra. Không, không, không. Bỏ ra, bỏ con dê ra. Bỏ ra, nghe chưa hả? Không được làm hại Tutu. Bỏ tay ra, bỏ ra. Bỏ dê ra, bỏ ra, bỏ ra. Không được làm hại Tutu. Bỏ ra, bỏ ra. Dừng lại. Bỏ dê ra ngay, trả cháu, bỏ tay ra. Sao giết? Có chuyện gì thế? Không có gì đâu. Tutu, anh làm gì vậy? Tôi đang dạy nó, thằng bé này không chịu nghe lời. Tutu, bỏ tay ra, trả dê cho chú. Không, không,
cháu phải nghe lời, đưa dây cho chú. Không, nhanh lên, chú đang kiếm tiền cho cháu đấy. Đừng mà. Được rồi, trả cháu, cầm lấy dây đi. Đi với chú, trả cháu. Tu tu, im nào, đừng kêu nữa, trả cho cháu. Yên lặng, về nhà thôi. Cháu không muốn, đừng la nữa. Chú đang giúp nhà cháu kiếm tiền đấy, đừng gào nữa, thả cháu xuống. Thả cháu xuống đi, im nào, đừng gào nữa nghe chưa. Đừng gào nữa nghe chưa. Thả dây của cháu ra, im nào. Nghe này, ba của cháu bảo chú bán dây đi, nộp tiền học phí cho cháu. Thả tu tu của cháu ra, thả nó ra đi. Đi ngay. Sayid, anh nói thật cho tôi biết con dây đó rốt cuộc là thế nào. Xin chào. Xin chào. Tôi mang con dê về cho cậu đây. Tu tu. Đúng là tu tu rồi. Chắc nó đói lắm rồi đấy. Mau cho nó ăn gì đi. Cảm ơn anh. Đi 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 đi. Mang con dê của cháu đi. Tu tu của cháu không sao rồi. Chăm sóc nó cho cẩn thận vào đó. Dân dân. Chào ông. Xin lỗi em, đừng sợ nhé. Xin lỗi Tu Tu. Những chuyện như vậy sẽ không bao giờ xảy ra với em nữa đâu. Thật ngại quá. Chúng cháu không biết con dây đó lại quan trọng với Hassan như vậy. Tất nhiên không thể bán cũng không thể ăn. Trong này có chút hiểu lầm nên cháu mang nó về đây. Ngoài ra, nếu như mọi người có khó khăn gì thì cũng có thể bảo với cháu. Có khi cháu sẽ giúp được phần nào. Không cần nói với ông ấy bị lãng tai không nghe được từ lâu lắm rồi. Thôn đã lắp đèn điện rồi, nhưng mà thường xuyên mất điện, nên đèn chỉ để trang trí thôi, chỉ có thể dùng đèn dầu để thắp. Khi nào sửa xong trạm phát quang điện là sẽ không mất điện nữa đâu. Người lắp đèn điện hồi xưa cũng bảo như vậy đó. Vài bữa nữa là đèn điện sẽ sáng. Mẹ của Hassan là họ hàng xa của tôi. Đợt trước bị bệnh qua đời, nhà dốc sạch tiền ra để chữa bệnh, còn vay mượn không ít. Thôn cũng giúp hết sức có thể rồi. Để sớm trả hết tiền, bà ba của Hassan không thể không lên thành phố làm thuê. Nhà chỉ có mỗi hai ông cháu đó. Tôi bán con dê này cũng là nghe theo ba của Hassan, dùng để nộp tiền học cho Hassan. Gia đình của họ không có đồ ngọt, bánh mật để đãi anh đâu. Nhưng mà tay nghề nướng bánh của ông Hassan là giỏi nhất thôn đấy. Món phô mai dê này thôn chúng tôi nhà nào cũng biết làm hết. Ngon lắm luôn đó. Anh nhất định phải ăn thử. Nào anh thử đi. Cái này là được rồi. Ăn chung với bánh nữa nè. Tu là món quà cuối cùng mẹ để lại cho mình. Lão Trần mang nó về để tỏ lòng cảm ơn. Chúng tôi mang phô mai dê và bánh nướng nhà mới làm ra tiếp anh ấy. Nhưng mà anh ấy có vẻ không quen với vị của phô mai dê. Biểu cảm của lão Trần đáng yêu thật.
Chào buổi sáng. Hết sáng rồi. Có cảm nghĩ gì hay không? Tóm lại lần đầu tôi đứng ở đây, thâm tâm chỉ có đúng hai chữ: hùng vĩ. Chúng ta xây trạm phát quang điện lớn nhất thế giới giữa sa mạc lớn nhất. Anh có cảm thấy thần thánh lắm hay không? Tại sao không ai làm việc vậy? Còn chưa đến giờ làm mà. 7:30 cơ. 7:30? Đùa hay sao? Người đứng phơi nắng cả ngày có mà chết hay sao vậy? Đây là sa mạc, đặt trứng vào cát cũng chín luôn được. Đừng nói là người không chịu nổi, máy móc cũng không chịu nổi luôn đó. Thời gian sinh hoạt buộc phải điều chỉnh, tốt nhất là 4 giờ sáng đến 11 giờ trưa. Né nhiệt độ cao, nâng cao năng suất, làm sớm nghỉ sớm. Giám đốc Trần à, xin lỗi nhé. Tính của tôi nói năng hơi thiếu quyển chuyển, tôi biết. Anh quen lộn thôi. Dĩ nhiên là tôi nói mấy chuyện đó cũng chỉ là kiến nghị. Kiến nghị thôi. Kiến nghị anh tiếp thu. Tiếp thu. Từ tuần sau sẽ làm từ 4 giờ sáng. Được đó. Vậy tôi nêu tiếp kiến nghị thứ hai nhé. Chúng ta muốn đảm bảo tiến độ công trình thì phải tuyển dụng nhiều nhân lực. Dĩ nhiên tôi biết ở đây một chốc một lát khó mà tìm được từng ấy công nhân lành nghề, cho nên phải đào tạo ra. Việc này tôi sẽ đích thân phụ trách. Theo kinh nghiệm làm việc lần trước của tôi đã chuẩn bị sẵn phương án đào tạo rồi. Lát nữa về phòng tôi sẽ lấy cho anh xem. Tiếp thu, tuyển luôn từ địa phương, vừa giải quyết được vấn đề nhân lực, vừa có thể tạo thêm việc làm cho người dân địa phương. Đôi bên cũng có lợi. Vậy tôi nêu tiếp kiến nghị thứ ba nhé. Tôi vừa ghé kho xem thử, máy móc ở đây lộn xộn không đồng đều, còn không đủ chủng loại. Với lại tôi cần gấp một cái máy khoan. Là sao cơ? Tôi phải khảo sát, đối chiếu lại tình hình địa chất ở Subura. Cần thiết hay sao? Có thể tham khảo dữ liệu khảo sát đợt đầu mà. Theo kinh nghiệm của tôi, không ai đáng tin hết, không dựa được vào ai. Anh mà muốn chắc ăn thì phải buộc tự mình thu được dữ liệu đầu tiên. Hơn nữa đây là sa mạc, điều kiện địa hình của sa mạc sẽ thay đổi theo thời gian. Bây giờ không phải là ở trong nước, máy móc không phải cứ có tiền là anh mua được đâu. Cái đó thì không phải việc của tôi, đó là việc của anh mà. Tôi mà làm việc thì phải hỏi anh xin người, xin thiết bị. Được. Cho tôi 3 ngày. Không được, 24 tiếng thôi. Mấy khoan phải về đến tay tôi. Chúng ta nói chuyện thế này có nghĩa lý gì hay sao? Anh là giám đốc hay là tôi? Không phải. Xin lỗi nhé. Tôi vừa nói rồi. Tính tôi nói chuyện hơi thẳng thắn. Tất nhiên, đó đều chỉ là kiến nghị thôi. Kiến nghị anh tiếp thu. À phải rồi, tôi có chuyện này muốn xin ý kiến giám đốc Tống. Anh nói đi. Anh với Hoàng Tiểu Phong quan hệ thế nào thế? Đồng nghiệp thôi, còn gì nữa? Từng theo đuổi cô ấy dồn dập. Tiếp đi. Thì bây giờ vẫn đang phấn đấu tiếp. Sao vậy? Giám đốc Trần quan tâm đến đời tư của tôi nữa hay sao? Tôi nói thẳng luôn nha. Tôi hết sức nghi ngờ thành ý và động cơ anh đến Subura. Nếu từ đầu tôi đã biết anh đến Subura chỉ để tán gái thì tôi kiên quyết không đồng ý. Ông trời là phải có đức hiếu sinh, quân tử là phải tác thành cho người khác.